Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Nguyễn Thành Quân đến từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Trong thời gian cách ly và điều trị COVID-19 tại nhà, người nhiễm và người chăm sóc cần lưu ý tới diễn biến của bệnh kể cả khi bệnh nhân không có triệu chứng. Để hỗ trợ việc theo dõi và có cách xử trí phù hợp, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự theo dõi sức khỏe và một số cách xử lý các triệu chứng cụ thể. Trước tiên, để theo dõi sức khỏe hàng ngày, bây giờ bạn cần chuẩn bị cho mình một cuốn sổ tay và bút để ghi chép đầy đủ các triệu chứng theo bảng theo dõi sức khỏe sau đây. Với tần suất 2 lần một ngày, người bệnh và người chăm sóc cần theo dõi các dấu hiệu sau: nhịp thở, mạch, nhiệt độ, độ bão hòa oxy trong máu, SpO2 nếu có thể và huyết áp nếu có thể đo. Các triệu chứng như mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh, gai rét, viêm kết mạc, chính là viêm mắt đỏ, mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng số lần trên một ngày, ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ hoặc không tỉnh táo. Các triệu chứng khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau nhức cơ thể. Chúng ta ghi chép tại thời điểm các triệu chứng xuất hiện, tự đánh giá so sánh giữa các ngày nặng lên hay đỡ hơn ngày hôm trước. Nếu có một trong các triệu chứng sau đây, phải báo ngay với nhân viên y tế phụ trách theo dõi sức khỏe gia đình để được xử trí và chuyển viện kịp thời. 1. Khó thở, thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, cánh mũi phập phồng, khò khè, thở rít khi hít vào. 2. Nhịp thở tăng. Đối với người lớn, khi đếm nhịp thở trên 21 lần trên phút, được gọi là nhịp thở tăng. Trẻ nhỏ từ 1 đến dưới 5 tuổi, nhịp thở trên 40 lần trên phút. Đối với trẻ từ 5 tới 12 tuổi, nhịp thở trên 30 lần trên phút. Lưu ý, khi đếm nhịp thở ở trẻ em, đếm đủ trong vòng 1 phút khi trẻ nằm yên, không khóc. Mỗi một chu kỳ nhịp thở được tính là một lần hít vào và một lần thở ra. Thứ ba, khi SpO2 dưới 95%, nếu bạn có máy đo và đo chính xác. Khi phát hiện bất thường, đo lại lần 2 sau lần 1 từ 30 giây đến 1 phút. Khi đo, yêu cầu giữ nguyên vị trí đo, tẩy sơn móng tay nếu có trước khi đo. 4. Mạch nhanh, trên 120 lần trên phút hoặc dưới 50 lần một phút. Thứ 5. Huyết áp tối đa dưới 90mm thủy ngân hoặc huyết áp tối thiểu dưới 60mm thủy ngân nếu có thể đo. Thứ 6. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Thứ 7. Thay đổi ý thức như bệnh nhân thấy lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt hoặc mệt lả, không thể ra khỏi giường hoặc trẻ em có thể có quấy khóc, ly bì hoặc khó đánh thức, co giật cơ thể. Thứ 8. Tím ở môi, ở đầu ngón tay, móng chân, da xanh, môi nhợt nhạt, lạnh các đầu, ngón tay, ngón chân. Thứ 9. Không thể uống, trẻ em có thể bú kém hoặc giảm, ăn kém và có thể nôn. Thứ 10. Trẻ có biểu hiện sốt cao, mắt đỏ, môi đỏ, lưỡi đỏ, ngón tay chân sưng phù, nổi ban đỏ, nốt hoặc là mảng xuất huyết. 11. Bất kỳ tình trạng nào mà bạn cảm thấy lo lắng thì cũng phải báo ngay cho nhân viên y tế. Tiếp ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách xử trí một số triệu chứng đơn giản như sau. Nếu sốt đối với người lớn trên 38 độ 5 hoặc đau đầu, đau người nhiều thì bạn có thể uống một viên hạ sốt chứa paracetamol hàm lượng 500mg và có thể lặp lại từ 4 đến 6 giờ, một ngày không quá 4 viên và uống kèm theo Oreol thay nước để bù nước và điện giải. Đối với trẻ em, khi sốt trên 38 độ 5 cần uống thuốc hạ sốt chứa paracetamol với liều 10 đến 15mg trên kg cân nặng và trên lần, có thể lặp lại từ 4 đến 6 giờ và ngày cũng không quá 4 lần giống người lớn. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, đề nghị thông báo ngay cho nhân viên y tế quản lý. 2. Ho, bạn có thể dùng các thuốc giảm ho thông thường theo đơn của bác sĩ. Thứ 3. Có thể dùng thêm các vitamin theo đơn thuốc của bác sĩ đã được kê. Cảm ơn các bạn.